luôn bên bạn đó là lưu ý bên bạn để lưu ý. Còn nè, tới cái này đi. Biết là cái lượng thịt của mình cũng nhiều, nhưng mà do mình như này, em múc thịt trước thức ăn này, em đừng bao giờ múc như này nhá. Bao giờ đã múc như này, bao giờ đã múc bên cạnh này. Dạ. Nó không ra nhiều. Rồi. Cho. Như đó là ảnh hưởng thịt ấy, ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đồ mặn đồ lạc thì ảnh hưởng đến cháo cũng không? Không ảnh hưởng gì hết, chỉ có cháo thôi. Rồi một thìa thôi. Rồi. Ở Huế là giống kiểu thứ nhất là rẻ, họ mới thích. Họ chưa biết là ngon hay dược mà rẻ. Thế này nha, nếu mà thích rẻ, em cho nhiều nước này vào, nước lươn đó. Cho nhiều này, chỉ có nấu sánh. Thôi số chút bột được, một số ít thôi, số nhiều. Họ sấy đồ sắm với những thứ này, mình sẽ đồ sắm để cho tăng về mình dẻo. Được, đồ xanh hấp gì? Đồ xanh hấp rồi mình đi cho vào, cũng được. Em hấp chín rồi em mới xay gì? Em trộn vào gì? Cũng được. Được. Ngọt mà đúng không? Dạ. Đây em thấy có lộ không? Không phải lộ đúng không? Dạ ngọt nhưng mà cái nhìn này có không ạ? Nhạy à? Thôi mình giảm lộ đâu về đâu nên tụi mình ăn đến được. Dạ. Nhưng mà ngọt là ngọt. Nhưng mà em thích ngậy hay không ngậy? Em thích là đi Huế, Huế em cũng ngọt nhưng mà cảm giác không thường thật khác ở đây. Nếu mà không thích ngậy thì em đừng cho bơ nữa. Thế thôi, bỏ bơ đi. Hình như có mái không? Em bỏ có mái. Tại vì phải cho bơ phô mai vào để giữ cân cho trẻ con không bị tụt cân. Để giữ cho số lượng. Bơ phạt mà bên em có này, ra chỉ có bơ phụ. Bơ dừa ngan gì? Dạ. Cũng được. Không thì em đừng cho bơ, em cho phô mai cũng được. Nha. Có như cái thịt lợn hấp này có đấy. Thịt lợn hấp mại hộp này đây là cái nữa là giúp tăng độ ngậy. Tăng độ ngậy độ thơm. Không thì em không